Thưa quý vị và các bạn, năm học mới vừa mới bắt đầu được một tuần nhưng đã xảy ra nhiều vụ việc thương tâm đối với các em học sinh bậc tiểu học. Mới đây nhất, vào sáng nay, một học sinh lớp 5 của trường tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn đã bị tường rào nhà dân đổ đè lên người trong giờ ra chơi dẫn đến tử vong. Một đoạn tường đổ sập, một học sinh lớp 5 đã tử vong do chấn thương quá nặng. Sự việc này xảy ra ngay trong giờ ra chơi của trường tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn trong sáng nay. Lính đi chụp nhân thôi. Đi chụp một kèo. Một kèo à? Dạ. Bắn lính đựng tư vô tương hay là thế nào? Hay là kèo tương? Đựng tư vô tương. Là tư vô tương, tương sao phải? Dạ. Lúc cháu đưa vào ở trong một cái tình trạng là cơ thể là tím tái, rồi chảy máu ở tai, ở mũi. Và như vậy ra vào kiểm tra thì cái tình trạng là đã chấn thương, ngừng tim, ngừng thở. Đấy. Về quy định, giờ ra chơi, các hoạt động của học sinh chỉ diễn ra trong khuôn viên nhà trường. Nhưng sự việc thương tâm này lại xảy ra ngoài cổng trường. Hôm nay thì rất đen là vì cái giờ mà cháu bị rồi thì giờ ra chơi. Khi sáng nay thì chúng tôi có là hiệp đồng mua một số cái chậu cạnh của nhà trường á, thì sau khi họ chở xe ba gạc đến đây cái thì chúng tôi chuyển chậu lên đây cái, thì vừa chuyển lên cái thì cổng trước kịp đóng thì bắt đầu là vừa trùng giờ ra chơi thì được khoảng 7 phút thì giờ kia xảy ra chuyện. Thì khi xảy ra chuyện thì thực chất một đoạn thì ngay từ cổng trường thì chúng tôi cũng rất băn khoăn về trách nhiệm nhà trường, thì chúng tôi cũng thấy rằng là về mặt tuyên truyền tất cả chúng tôi cố gắng đấy. Nhưng mà khi để xảy ra chuyện như vậy thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Mà nó cũng phải leo treo chứ cả, mà chỉ kiểu bỏ tay vô vìn như vậy thôi. Mà trong lúc đó là trúc một cái là ba đứa, hai đứa thì chạy được, con cháu tôi là đứng thấp hơn, bờ rào thì cao hơn, thành ra đập. Một cái này là vẫn nói là tôi vẫn đi nhà trường, cái giá chủ đó là không phải có như thế nào chứ, cứ để cái chương trình như thế là nguy hiểm. Mà rồi không phải cháu tôi chứ, rồi nước hài nhiều đứa khác nữa. Nếu mà cũng tu sửa lại, một cái nữa là giờ ra chơi mà cổng mà mở cho sinh ra là đi mua ăn lúng túng rồi là không tài lắm, theo tôi rồi. Học sinh tiểu học thường hiếu động và đang thiếu kỹ năng sống. Bởi vậy nhà trường, thầy cô cần có sự quan tâm, giám sát chặt chẽ. Mới đây, ngày 8 tháng 9, tại trường tiểu học Nghi Phú có 16 học sinh bị ong bỏ vẽ tấn công. Điều đáng nói là trước đó có 6 em đã phải nhập viện cấp cứu. Nhưng do nhà trường không có giải pháp kịp thời, nên học sinh vẫn tiếp tục chọc phá tổ ong, khiến sau đó có thêm 10 em phải nhập viện cấp cứu. Thứ nhất là yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc các cái công văn, các cái văn bản mà Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo theo hướng dẫn của ngành, của bộ và của tỉnh, tiếp tục ra soát lại các cái công trình đã xây dựng, đang xây dựng. Nếu như có những cái dấu hiệu mà ảnh hưởng mà mất an toàn thì phải lập tức có các cái giải pháp là tu bổ hoặc tu sửa lại, phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục làm tốt cái công tác hướng dẫn cũng như là quản lý các cháu học sinh. Ngày 8 tháng 9, 16 học sinh phải cấp cứu do ong bảo vệ tấn công. Ngày 9 tháng 9, 3 học sinh bị đuối nước. Ngày 11 tháng 9, một học sinh tử vong do bị tường rào đổ đè lên người. Đây là những sự việc đau lòng, đòi hỏi ngành giáo dục phải khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh.